Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trợ lý của ông Đam có phải cũng là một lê lai cứu chúa? Ngày 20 tháng 8, báo Người Việt có bài Vũ Đức Đam mất chức vì trợ lý nhận 200.000 USD từ ông chủ Việt Á Theo bài báo, sau hơn 7 tháng kể từ thời điểm ông Vũ Đức Đam mất ghế phó thủ tướng các tờ báo ở Việt Nam đưa tin ám chỉ rằng Nguyên nhân ông Đam mất ghế là vì một trợ lý của ông đã nhận 200.000 USD trong vụ án Việt Á, hình ảnh bài trên báo Người Việt. Báo Người Việt dẫn tờ Thanh Niên hôm 20 tháng 8 cho biết ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, bị truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Báo Người Việt nhận xét Bản tin trên tờ Thanh Niên ghi Phó Thủ tướng nhưng tránh nhắc đến tên ông Vũ Đức Đam, sếp của ông Trịnh. Báo Người Việt nhắc lại việc ông Vũ Đức Đam cùng với ông Phạm Bình Minh là hai Phó Thủ tướng đột ngột bị miễn nhiệm, cách gọi khác của cách chức, hồi tháng giêng mà không rõ nguyên do. Truyền thông nhà nước chỉ đưa tin hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã có đơn xin thôi các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân ngày 5 tháng 1, Quốc hội Việt Nam đã họp và biểu quyết thông qua việc cho hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh thôi làm đại biểu Quốc hội, đồng thời thông qua nghị quyết miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Tuy nhiên, dư luận vẫn râm rang cho rằng ông Vũ Đức Đam bị bãi chức là do có liên quan đến vụ Việt Á, còn ông Phạm Bình Minh thì do có dính líu đến vụ chuyến bay giải cứu. Người Việt dẫn bản kết luận điều tra vụ Việt Á của Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, là người hai lần tận tay đưa tổng cộng 200.000 USD cho Nguyễn Văn Trịnh. Lần đầu vào hôm 16 tháng 8 năm 2020, ông Việt yêu cầu thuộc cấp chuẩn bị một túi vải màu xanh đựng khoảng 5-10 hộp xăm sau đó, ông Việt bỏ thêm vào túi 100.000 USD, rồi ghé vào một quán cà phê trên phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, và gọi điện cho ông Trịnh. Ông Trịnh đi bộ đến và hai người ngồi nói chuyện khoảng nửa giờ về công tác phòng chống dịch Covid. Sau đó, ông Việt đưa túi đựng xăm cùng đô la cho ông Trịnh và nói, em mới nhận được một ít thanh toán, em tranh thủ ghé thăm cảm ơn anh hình ảnh ông Vũ Đức Đam cựu phó thủ tướng xếp của ông Nguyễn Văn Trịnh khi ông Việt hé mở túi để ông Trịnh nhìn thấy có hộp xăm và có tiền ông Trịnh giả lả nói anh cảm ơn em sao nhiều thế sau đó ông Trịnh cầm túi và đi bộ về lần thứ nhì vào hôm 2 tháng 3 năm 2021 ông Trịnh hẹn gặp ông Việt để cập nhật tình hình công ty Việt Á phối hợp với tỉnh Hải Dương mở đợt xét nghiệm covid 19 đại trà Hai ông này tiếp tục gặp nhau tại quán cà phê trên phố Vạn Phúc. Sau đó ông Việt đưa túi quà Tết có 100.000 USD và ông Trịnh đáp cảm ơn tụi em rồi cầm về. Báo Thanh Niên không cho biết liệu ông Nguyễn Văn Trịnh có chia lại khoản tiền nêu trên cho ông Vũ Đức Đam hay không. Báo Người Việt nhận xét trường hợp của ông Vũ Đức Đam khiến công luận liên tưởng đến vụ án Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, có thư ký là ông Phạm Trung Kiên. Lào Quán Quân nhận hối lộ vụ chuyến bay giải cứu với 42,6 tỷ đồng, tương đương với 1,8 triệu USD. Ông Phạm Trung Kiên bị kết án chung thân sau nộp khắc phục hậu quả gần hết số tiền nêu trên. Trong lúc ông Đỗ Xuân Tuyên hiện vẫn tại vị ghế Thứ trưởng Bộ Y tế như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong thời gian diễn ra phiên tòa xét xử vụ việc Á, Viện Kiểm sát từng kiến nghị với cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bởi ông tuyên là người ký công văn chấp thuận với bộ ngoại giao để duyệt cấp phép các chuyến bay tuy nhiên sau đó không thấy phiên tòa đề cập đến vai trò của ông tuyên có dư luận cho rằng ông tuyên trắng án là nhờ có những người đồng hương quyền cao chức trọng tại bộ công an vì vậy ông tuyên không những không bị khởi tố mà còn đường hoàng tại nhiệm quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin trợ lý của ông Đam có phải cũng là một lề lai cứu chúa? Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thoát án Việt Á? Ngày 19 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt loan tin vụ án Việt Á, nguyên Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự. Bản tin dẫn báo nhà nước ngày 19 tháng 8 trích dẫn kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an theo đó, cựu thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn không bị khởi tố điều tra, không bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự dù có dấu hiệu lợi dụng các chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hình ảnh bản tin trên AFA tiếng Việt. Bản tin cho hay, theo kết luận điều tra, ông Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á đã dùng nhiều thủ đoạn để đấu thầu, đưa hối lộ, gửi quà cảm ơn để chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của nhà nước để sản xuất, lưu hành kit test COVID-19 và nâng giá kit xét nghiệm thu lợi bất chính số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định ông Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ cho các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 432 tỷ đồng từ hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm. Kết luận điều tra của Công an xác định Ông Nguyễn Trường Sơn được nhờ hỗ trợ giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp như không cần hợp hội đồng nghiệm thu, không cần biên bản nghiệm thu giai đoạn 1. Nhưng ông Sơn không đồng ý. Ông Sơn đã ký quyết định cấp số lưu hành tạm thời cho kích xét nghiệm của công ty Việt Á. Sau đó ông Sơn tiếp tục ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức kích xét nghiệm cho công ty Việt Á. Dựa trên tờ trình của vụ trang thiết bị và công trình, bản tin cho biết ông Sơn khẳng định với công an rằng ông không được hưởng lợi từ Phan Quốc Việt hoặc công ty Việt Á và không có động cơ cá nhân khi ký các quyết định liên quan đến doanh nghiệp này. C03 cho rằng việc ông Sơn ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành không phải nhiệm vụ thường xuyên, không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho công ty Việt Á và không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, hình ảnh nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Bản tin cho biết thêm, trước đó tại họp báo hôm 16 tháng 8 về kỳ họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Văn Yên, phó trưởng ban nội chính Trung ương nói với báo chí rằng ban chỉ đạo trung ương đã có chủ trương chỉ đạo phân loại xử lý đối tượng một cách khoa học và cũng rất nhân văn nhân ái nhưng không kém phần nghiêm khắc theo ông yên nhóm thứ yếu sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì là nhóm phải thực hiện theo mệnh lệnh đặc biệt họ không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi họ ở tuyến đầu chống dịch và vi phạm chủ yếu thì ở trong hoạt động đấu thầu vụ án việt á là một vụ điển hình về tham nhũng có hệ thống đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á cdc các tỉnh bộ khoa học và công nghệ bộ y tế các đơn vị địa phương liên quan kết luận của cơ quan điều tra về trường hợp của ông nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế gây ra nhiều nghi vấn trong dư luận xã hội bởi tại việt nam khi đã có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng lại không tư lợi, không nhận hối lộ thì chắc chỉ có trẻ con lên ba mới tin. Rất nhiều thắc mắc và câu hỏi được đặt ra với trường hợp này, phải chăng đây là kết quả của việc chạy án? Phải chăng có những thỏa thuận nào đó đằng sau hậu trường khi mà ông Nguyễn Trường Sơn đã nhanh chóng từ chức ngay khi vụ án bị khởi tố? Phải chăng có ô dù nào đó rất rất lớn đang che đỡ cho ông Sơn? Hơn nữa, cho dù ông Nguyễn Trường Sơn thực sự không nhận hối lộ, thì ông vẫn phải chịu trách nhiệm về những chữ ký gây ra thiệt hại cho nhà nước và xã hội của ông và tất nhiên đây là trách nhiệm hình sự chỉ có những người tham gia điều tra và những người trong cuộc mới có được câu trả lời chính xác quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo d với bản tin vì sao thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thoát án việt á quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d